tất cả các bạn đang quay trở lại với channel của mình nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục giá vàng, giá ngoại tệ và giá Bitcoin. Và chuyên mục này sẽ được cập nhật vào lúc 7 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem. Và ngay sau đây là bản tin chi tiết của ngày hôm nay. Giá vàng hôm nay ngày 19 tháng 11 năm 2021 biến động trái chiều, mức điều chỉnh từ 50 đến 100.000 đồng trên một lượng. Giá vàng điều chỉnh không quá 100.000 đồng trên một lượng. Và trên thị trường thế giới thì giá vàng tiếp tục giảm sau khi dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ củng cố kỳ vọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm nâng lãi suất. Giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều tại một số hệ thống kinh doanh được khảo sát. Cụ thể là tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh hai miền Bắc và Nam, giá vàng tăng 50.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Cùng thời điểm khảo sát, giá mua giảm 100.000 đồng trên một lượng và giá bán đi ngang tại tập đoàn Doji. Doanh nghiệp Phú Quý điều chỉnh SJC giảm 100.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Tương tự, hệ thống BNC Bắc và Nam cũng giảm thêm 50.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Hiện tại giá trần mua vào của vàng SJC đạt mốc 61,05 triệu đồng trên một lượng và giá trần bán ra đạt ngưỡng 61,82 triệu đồng trên một lượng. Các loại vàng nữ trang khác cũng tăng trong sáng nay. Cụ thể vàng 24K tăng 50.000 đồng trên một lượng, vàng tây 18K tăng 40.000 đồng trên một lượng, vàng 14K tăng 30.000 đồng trên một lượng cho cả hai chiều giao dịch. Giá vàng thế giới còn tiếp tục giảm trong phiên giao dịch vào sáng ngày hôm nay. Giá vàng giao ngay giảm 0,02% xuống còn 1.858,6 USD trên một ounce và giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 0,02% xuống còn 1.860,1 USD trên một ounce. Giá vàng giảm trong phiên giao dịch thứ 5 vì dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ đã củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ sớm nâng lãi suất. Mặc dù giảm, nhưng vàng vẫn neo ở đỉnh 5 tháng xác lập hôm 17 tháng 10. Số lượng người nộp đơn yêu cầu xin trợ cấp thất nghiệp mới nhất đã giảm gần mức trước đại dịch vào tuần trước và báo cáo được công bố vào 18 tháng 11 đã chỉ ra. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ đã giảm xuống 1.000, xuống còn 268.000 đơn trong tuần, đánh dấu tuần giảm thứ 7 liên tiếp. Theo Bộ Lao động Mỹ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp là một đại diện cho việc sa thải và sự sụt giảm đều đặn trong năm nay, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động từ cuộc suy thoái ngắn vì Covid-19 nhưng dữ dội của năm ngoái. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên đến 900.000 đơn vào một tuần vào đầu năm nay. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nền kinh tế đang phục hồi đều làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý, kim loại trú ẩn an toàn. Nó chỉ cho thấy khả năng Fed thực sự phải tăng lãi suất cao hơn. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ neo gần mức cao nhất trong 3 tuần, được xác lập vào thời gian gần đây khi đồng USD tạm dừng đà tăng của mình, giảm trở lại từ đỉnh 16 tháng. Đồng USD yếu hơn giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với những người mua bằng ngoại tệ khác. Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền đối thủ trong rổ tiền tệ giảm 0,31% xuống còn 95,53 điểm. Nhà phân tích cấp cao cũng nhận định vàng hiện rất khó tìm ra hướng đi do sự không chắc chắn liên quan đến biến động của đồng USD và phản ứng tiềm tàng của Fed và các ngân hàng trung ương khác đối với lạm phát. Trên các thị trường kim loại khác, giá bạch kim giảm xuống 1,4% xuống còn 1.043 USD trên một ounce. Giá palladium giảm 1,4% xuống còn 2.157 USD trên một ounce, trong khi đó giá bạc giảm 1,1% xuống còn 24,78 USD trên một ounce. Dự báo giá vàng vào ngày 20 tháng 11 năm 2021 có thể giảm trở lại sau khi tăng nóng. Chốt phiên giao dịch vào ngày 18 tháng 11, giá vàng SJC giảm trở lại tại một số hệ thống cửa hàng đa tăng trước đó. Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm vì sự bất ổn xoay quanh thời điểm Fed thắt chặt các biện pháp kích thích tiền tệ và nâng lãi suất. Điều này có thể khiến giá vàng trong nước quay đầu giảm trở lại trong phiên giao dịch vào ngày mai. Và đến đây, bản tin xin được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Và để tiện theo dõi thì hãy đăng ký ủng hộ kênh, bấm chuông để cập nhật thêm những video mới sớm nhất. Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi từ đầu đến giờ. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.